Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay, thuở sinh thời, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai cũng bùi ngùi. Sư cô thích nữ Minh Viên đã tiết lộ nhiều chi tiết gây xúc động về cách sống của Phi Nhung khi còn tại thể. Đã tròn 2 tháng kể từ khi cổ ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhưng người thân, bạn bè, người hâm mộ vẫn không thể vơi đi nỗi xót xa và nhớ thương dành cho cô. Mới đây, trong một buổi livestream, sư cô thích nữ Minh Viên đã có những chia sẻ đáng trân trọng về Phi Nhung. Theo sư cô thích nữ Minh Viên cho biết, bà và cổ ca sĩ đã thành lập cơ sở bảo trợ xã hội mang tên Phi Nhung Vòng Tay Dưỡng Tử vào năm 2007. Khi đó Phi Nhung vẫn còn ở Mỹ, chưa về hẳn Việt Nam nên cứ phải bay đi bay lại. Cứ mỗi lần cổ ca sĩ về nước là lại thăm sư cô và cơ sở từ thiện này với số tiền bản thân tích góp và kêu gọi được. Sư cô cho biết chính bản thân mình rất lo sợ vì những yếu tố khách quan, nhưng cổ ca sĩ là người đã động viên tinh thần cho mình để tiếp tục chung tay xây dựng nơi đây. Ban đầu ở đó tôi sợ lắm vì đó là vùng kinh tế mới, dân cư ít, hoang vắng nên nguy hiểm. Lúc về, nơi đó chỉ là một cái am nhỏ, hàng đêm tôi phải ngủ trên tấm ván. Chỉ cần màn hình rớt xuống đất là mồi ăn hết. Chưa kể, những lúc cúp điện, rắn rết bò ra khiến tôi sợ vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố gắng ở lại vì chị Phi Nhung bảo, mình nên cố gắng những nơi hẻo lánh, nghèo khó mới cần mình. Để giúp đỡ, chứ những nơi sung sướng thì không ý nghĩa. Vì câu nói đó của chị Phi Nhung nên tôi ở lại, chứ không cần mấy lần bỏ chạy vì sợ. Xung quanh toàn rắn, mối rết, cứ tối lại mò ra. Xúc động nhất là sư cô cho biết tiết lộ lý do giọng ca bông điên điển không bao giờ sơn móng tay, thời điểm xây dựng chùa. Và cơ sở bảo trợ xã hội, chị Phi Nhung vẫn là ngôi sao hạng A tại hải ngoại, đắt show và đi đâu cũng được săn đòn. Tôi không dám nghĩ ngôi sao hạng A như chị lại một thân một mình về Việt Nam sắm quần áo, lội bùn đất, cùng tôi xây dựng chùa. Chị Phi Nhung phải đi mướn đất rồi tự tay trồng sắn để đem bán lấy tiền cho các con. Tiếp đó chị Phi Nhung còn làm nền, nhặt hạt điều, đem về bóc lấy hạt, được có 8.000 đồng một kỳ. Tôi cùng với chị Phi Nhung ngồi bóc một ngày được có 8 ký hạt điều là nhiều lắm rồi. Đó là lý do vì sao mọi người để ý sẽ thấy chị Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay. Chị muốn để móng tay bình thường để còn bóc hạt điều. Khi ở hải ngoại, chị Phi Nhung là ca sĩ nổi tiếng, nhưng đến lúc về chùa lại sinh hoạt như một người bình thường. Sắn quần sắn áo lên tắm rửa cho các con, vào bếp đút cơm cho các con ăn. Tôi nhìn chị Phi Nhung không còn là một nữ ca sĩ nổi tiếng nữa, mà thực sự là một người mẹ đảm đang, tần tạo. Nghe những lời tâm sự của sư cô thích nữ Minh Viên, khán giả một lần nữa hiểu hơn về cô ca sĩ Phi Nhung. Dù cô đã ra đi, có vướng bao nhiêu thị phi, nhưng những điều tốt, điều thiện nguyện cô làm vẫn để lại trong tim những người ở lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.